bán không đồng vui à, nhưng mà đây là chợ thị trấn mà. Chợ thị trấn thì tầm góc bao giờ cũng vậy. Quý vị ạ, đây là nghĩa trang, khu vực nghĩa trang Đức Tài quý vị này, thị trấn Đức Tài. À, khu vực thị trấn Đức Tài chắc là Khánh nghĩ là khu vực Võ Đắc vừa giờ đấy quý vị. À, Khánh vừa đi qua Võ Đắc và bây giờ Khánh sẽ trên đường đi con đường 713, DT 713 này. Đi 7 km nữa thì Khánh sẽ tới thị trấn Võ Xu, thị trấn của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận luôn quý vị ạ. À, Võ Xu thì từ trước giờ mình nghe nói thì mình cũng không biết là nó như thế nào. Ngày xưa thì mình cứ nghe từ Võ Đắc, Võ Xu, đấy là khu vực Gia Kiệm mình nghe vậy ấy. Hôm nay thôi có dịp Khánh sẽ tiếp tục. Giờ này 4 giờ chiều rồi và Khánh cũng sẽ tiếp tục lên khu vực Võ Xu. Và như kế hoạch thì Khánh sẽ vòng qua Mê Phu, rồi vòng qua Đa Cai để Khánh về Tân Phú rồi về Gia Kiệm. À, lâu lâu có dịp đi Khánh đáng đi quay nhiều nhiều. Nói thật với quý vị là cũng có vất vả và cũng tranh thủ. Hôm nay tập trước về khu vực đồi Bảo Đại, khám phá đồi Bảo Đại quý vị, cũng có thể nói là cũng gian khổ. Khánh lên đúng giờ trưa và vì cỏ cây lâu ngày che hết rồi, bao phủ hết cho nên mình không thấy được cái di tích nào nữa. Và mãi sau thì Khánh phải nhờ hai em ở dưới, một em một cháu ở phía dưới, người địa phương lên tìm phụ với Khánh thì mới tìm ra đấy quý vị. Các em người địa phương thì cũng nhiệt tình lắm. Khánh sẽ tắt máy một chút rồi Khánh sẽ giới thiệu mình với quý vị mình khu vực Võ Xu nhá. Còn ở đây thì đang là thôn 8, Nam Chính, Đức Linh, Bình Thuận, xã Nam Chính quý vị ạ. Hôm nay giờ này gần 4 giờ chiều và Khánh thấy khí hậu có vẻ mát. Có lẽ như cũng trời cũng muốn mưa quý vị ạ. Từ đây mà lên tới đèo Tà Phứa, cái đèo mà để lên vùng cao Bảo Lộc đi lên đấy quý vị, thì còn 22 km. Và từ đây trên con đường 713 này mình muốn về Đức Mẹ Tà Bao ấy, thì Khánh nghĩ cũng còn khoảng 40 km nữa quý vị ạ. Tức là từ đây mà ra Đức Mẹ Tà Bao thì gần hơn là về Đức Mẹ Núi Cúi rồi. À, con đường để 713 này cũng là con đường bắt nguồn từ ngã ba Ông Đồn. Khánh nghe nói con đường ngày xưa thì chạy thẳng từ ngã ba Ông Đồn đến chân núi đồi Bảo Đại luôn. Nhưng mà do sau này dân cư sinh sống nhiều và người ta làm con đường vào khu dân cư Tư Tề, rồi người ta lại làm con đường vào khu dân cư Võ Đắc, chắn núi thì quý vị ạ. Ở đây quý vị có thể thấy con đường đẹp, đường rộng thênh thang. Khánh thấy có cảm thấy gì đó cũng quen quen thuộc, giống như vùng thị trấn Gia Kiệm ấy. Mặc dù kinh doanh buôn bán thì không có nhiều lắm. Đây là chợ Đức Chính quý vị nè. Chợ chiều cho nên không có người. Khác với chợ Tư Tề buổi chiều giờ này vì... Khác với chợ Tư Tề giờ này với đông đấy quý vị ạ. Đây có cây xăng Petrolimax này quý vị này. Người dân ở đây thì Khánh thấy người miền Trung nhiều, Quảng Bình, rồi Huế, rồi Bình Định cũng nhiều quý vị ạ. Khánh đang trên đường đến thị trấn Võ Xu. Chỗ này là một khúc quanh. Đây là thôn 10, xã Nam Chính quý vị ạ. Xã Nam Chính đây như vậy là nằm giữa Võ Đắc và Võ Xu. Khánh mời quý vị xem bản đồ một chút khu vực này. Đây có trường cấp 2 quý vị này, trường học cơ sở Nguyễn Du cũng lớn lắm. Ở đây quý vị có thể thấy khu vực đây có chùa Quang Thành, Quảng Thành.
có khu vực cây đa đằng trước lớn quá quý vị nhỉ, rất là to luôn đấy. Nhìn trên Google tham quan thì Khánh thấy khu vực thị trấn Võ Xu ấy của huyện Đức Linh thì không to bằng khu vực Võ Đắc quý vị ạ. Võ Đắc quý vị ạ, khu vực Võ Đắc trên khu phải nói lớn hơn, và cũng có lẽ có một lẽ gì đó người dân sinh sống ở khu vực Võ Đắc thì đông hơn và lâu hơn cũng có quý vị nhỉ. Ở đây thì Khánh thấy buổi chiều thì xe cộ cũng không có nhiều, con đường khá thanh bình. Phía trước này Khánh thấy có một cánh đồng lúa đẹp quá. Còn 3,4 km nữa là tới trung tâm của thị trấn Võ Xu. Này, khung cảnh ở đây đẹp quá quý vị này. Cánh đồng lúa. Một chút cảnh lai cam để quý vị xem. Đấy quý vị ạ, con đường D, bên đây là dòng suối, bên kia cũng có bờ đê là dòng suối. Khánh chạy vào đây Khánh lấy cảnh lai cam, cánh đồng lúa với lại một chút thị trấn Võ Xu để quý vị xem nhé, xem từ xe. Thank you.
quý vị vừa xem cảnh về khu vực ngay đầu đường của thị trấn Võ Xu, tính từ con đường mình đi từ Võ Đắc đi lên nha quý vị. Khung cảnh đẹp quá quý vị nha. Đây là thị trấn Đức Linh đây quý vị này, còn gọi là Võ Xu nữa quý vị ạ. Quý vị có thể thấy ở đây thì nó ra một cái gì đó miền núi miền Trung rồi quý vị nhỉ. Đi tiếp nữa còn có mười mấy cây nữa thì mình tới đèo Tà Phứa. Có dịp Khánh cũng xin review đèo Tà Phứa để quý vị xem. Còn ở đây thì quý vị thấy đây là thị trấn Đức Linh rồi đấy. Thị trấn Võ Xu luôn quý vị ạ. Những con đường ở đây to quý vị này, bởi vì là thị trấn rồi, bưu điện này. Giờ này Khánh đến đây thì hơn 4 giờ rồi. Khánh thấy cũng có cái gì đó, đường cũng ít người, đất rộng người thưa quý vị ạ. Ở đây có khu vực sân vận động to lắm này, rất là to đấy quý vị. Đường ở đây thì có vỉa hè, có lề đường, cây kia xanh, có len giữa đường luôn quý vị ạ. Đây, chở đồ la ghim này quý vị này. Đây là bến xe Đức Linh. Đúng là một thị trấn đấy, có một cái gì đó rộng rãi thoáng đãng lắm. Bên kia còn có một khu vực đầm nước to. Anh thấy đầm nước trống vậy thôi. Và bên này là một công viên quý vị này. Công viên cũng có hồ nước. Có một cái gì đó giống thị trấn miền núi rồi, Di Linh là quý vị nhỉ. Ma La Vui cũng vậy, Bảo Lộc cũng vậy, cũng có hồ nước rồi. Phía trước hắn là vòng xoay. Quý vị xem một chút bản đồ. Này, đường phố thoáng đãng ít xe. Không biết có phải do sớm không nhưng mà cảm thấy ít xe. Bên kia có một ngôi chùa gì đó cũng đẹp lắm quý vị. Anh chạy một vòng theo vùng Vinh cho quý vị xem nhé. Đây, ngôi chùa bên kia, chùa Quang Minh, rồng phượng đẹp lắm. Đây có tiệm vàng Uyên Thảo lớn quá này. Rồi, Khánh đi vòng một vòng và vòng quay đấy. Giờ Khánh sẽ vô đây. Khánh vẫn đi theo con đường chính này và Khánh đi tới được Mê Phu nữa. Mê Phu thì Khánh cũng nghe nói nhiều mà chưa có dịp đến. Đây, Khánh mời quý vị tiếp tục đi trên con đường chính của thị trấn Võ Xu luôn, hay là thị trấn Đức Linh luôn quý vị nhá. Con đường 713 luôn. Các cơ quan nhà nước ở đây thì nhiều lắm, nhưng mà Khánh thấy đường xá thì có vẻ vắng, nhà cửa kinh doanh thì cũng chưa phải là nhiều quý vị nhỉ. Đường thì ngon lắm. Đường đây thì Khánh thấy cũng giống con đường quốc lộ 56 đi ra Vũng Tàu ấy quý vị, ở ngã ba Tân Phong đi ra nó cũng giống vậy đấy. Đây có lẽ là trục đường chính đấy quý vị ạ. Đường chính 713 đi xuyên về tới Di Linh luôn, lên đèo Tà Phứa luôn. Buổi chiều có một gì đó thanh bình mát mẻ, nhưng mà nhìn đất đai bụi bặm ở đây thì nó vẫn có một cái cảm gì giác gì đó là khí hậu nắng và đất sét đấy quý vị nhỉ. Đất sét đất sỏi gì đấy, anh nhìn cái màu của nền đường hay của đất thì anh thấy cảm giác vậy. Đây là thị trấn Võ Xu quý vị nhé. Quý vị nhìn có thể thấy trên bản đồ thì nó cũng nhiều đường, nhiều nhà lắm.
Nhưng mà ở ngoài đây thì Khánh thấy nó có cái gì đó không có sầm uất bằng thị trấn khu trung tâm Võ Đắc. Võ Đắc thì quý vị là không, Khánh thấy không bằng Võ Đắc thì cũng có cái chợ to quá luôn quý vị nhá. Giờ này thì các công ty công nhân gì đó có lẽ cũng gần tan tầm quý vị nhỉ. Mùa này mùa hè thì các cháu cũng phải đi học. Hôm nay là gần cuối tháng 6 rồi. Còn công cơ quan hay là công nhân hay cái gì đó thì 4 rưỡi có thể được về đấy quý vị, cũng gọi là tan tầm đấy. Đây một khu vực quý vị này. Bán vịt quay. Oh, đây là chợ Võ Xu đây quý vị này. Quý vị xem chợ nha. Đằng trước thì khang trang quá này, khang trang lắm. Đấy, đây là chiếc chợ Võ Xu quý vị ạ. Nhấn vòng một chút cho quý vị xem cái nha. Ôi, cũng lớn lắm đây. Giờ này chiều mà vẫn thấy có người đây. Vẫn có người buôn bán ạ, cũng đông. Chỗ này có vẻ hẹp. Chiều mà cũng đông quá đi. Đông kìa. Đường bán cũng đông, vui. Nhưng mà đây là chợ thị trấn mà. Chợ thị trấn thì tầm góc bao giờ cũng vậy. Chợ thị trấn Vĩnh An, thị trấn Định Quán này kia cũng đều đông như vậy. Này, lớn dài. Chúng sẽ vòng vào phía bên kia của chợ xem có gì không nhé. Cánh vòng qua bên kia, phía dưới này còn một chút nữa. Đây có một căn nhà, rồi có một cái cây lớn quá. Cây to đây. Phía dưới kia cánh đây còn có chợ nữa. Nhưng mà mình thôi, mình vòng qua mặt kia của chợ nhé. Ở phía trong đây quý vị này, làng xóm ở trong Võ Xu đây này. Những con đường này thì vẫn thấy đường đất rồi quý vị ạ. Đấy, vẫn thấy đường đất. Oh, có lối để mình ra ngoài bên hông bên kia chợ không? Không có đâu nhỉ. Đấy, quý vị ạ, cơ sở hạ tầng ở đây thì ngay phía trong sau chợ này thôi thì vẫn còn đường đất. Sầu riêng ngon quá. Cháu ơi, bên này là bên trái chợ, còn bên phải chợ mình muốn đi lối phải chợ mình ra thì đi lối nào cháu? Chú muốn đi qua hông bên trái chợ, bên phải chợ cháu, bên kia chợ. Chợ này này, tại chú phải đi lối bên này vô rồi, giờ chú muốn vòng qua bên kia ấy. Con. À cái chỗ này à cháu? À vậy ạ. À chú vừa đi mà chú không thấy gì. Cảm ơn nhá. Phía dưới này một tí nữa đi quý vị, còn dài lắm. Mình xuống thử xem dưới này quý vị, còn dài chưa. Đây quý vị ạ, chợ thị trấn Võ Xu. Hôm nay anh đã có mặt ở đây rồi.
Rồi, gắn xe vòng bên phải để gắn kiếm hồng bên kia chạy xem như thế nào. Đây thì lại gọi là con đường bê tông ngon như vậy này. Trên cửa ở đây quý vị thấy đường thì rộng này quý vị này. Có khu thì chưa có đường nhựa, nhưng mà khu này thì đường rộng nhưng mà quý vị thấy là nhà cửa thưa thưa thôi, không có liền nhau lắm. Mình xem vậy quý vị nhé. Hắn lại quay lại cái đường cũ, bởi vì đi xuống dưới kia thì có vẻ như không đúng ấy quý vị ạ. Đây là quý vị này, chợ lớn quá, cắt nhau đây cả 100 mét đấy quý vị, lối phía dưới này cả phía trên thì không biết như thế nào. Mình đi vòng qua bên này là nhìn cho là bên phải chợ. Khẩu đông quá, nguy hiểm dạy. Cậu thấy 4-5 cháu. À không, bên này chỉ là con đường thì còn bán ít hơn. Vậy là hắn vừa quay khu vực chợ Võ Xu ở đây quý vị nha, ít vậy thôi, ít người vậy thôi. Người vòng vòng một chút khu vực chợ vậy quý vị này, có cháo dinh dưỡng ở đây, có bát phá săn. Khu này đẹp quá quý vị này, chắc có lẽ là khu chợ là khu trung tâm đây, nhà cửa sầm uất này. Đây quý vị ạ, khá sầm uất này, khu chính của chợ Võ Xu đây. Chợ chiều thì nó có đặc thù riêng, chắc nó không khác chợ sáng. Quý vị tham quan một chút chợ vậy nhé. Hôm nay hắn không có nhiều thời gian để quay kỹ hơn. Trong chợ hắn thấy có tiệm vàng. Mình tiếp tục lên đường, đi một đoạn nữa là sẽ hết thị trấn Võ Xu. Qua chợ Võ Xu một chút hay là chợ của thị trấn Đức Linh một chút thì quý vị thấy con đường giữa DT713 đây thì nó vẫn có len giữa như vậy. Anh thấy có nét gì đó quen quen rồi, tức là mình nhìn thấy giống như mình đi ra Tà Bao ấy, đặc thù của khu vực Đức Linh Bình Thuận này rồi nè. Đây là tương đối là hết thị trấn ở đây quý vị nè. Mình đi vào con đường không còn len ở giữa nữa, nhỏ hơn. Trời giờ này bắt đầu lại có những hột mưa lui bui nhỏ nhỏ quý vị ạ. Hắn mời quý vị mình đi lên đây một chút nữa là sẽ có cầu Võ Xu, là điểm mà căn nghĩ là cuối của thị trấn Võ Xu. Đây quý vị thấy chiều này, không khí chiều như vậy. Đường đang đi đây là đường Cách mạng tháng 8.
quý vị nè. Ngày xưa đây là khu vực đây, quý vị thấy có đập thủy điện lớn quá này, sông này quý vị này, sông La Ngà đấy quý vị ạ. Sông La Ngà chảy vòng vèo từ khu vực Bình Thuận rồi lại vòng vèo lên tới trên này đấy quý vị. Trên này đã ngang ngang với Tân Phú rồi mà quý vị thấy là sông La Ngà nó lại chảy vòng lên tới đây. Trong sông La Ngà thì theo Khanh biết thì bắt nguồn có lẽ như từ Di Linh, từ khu vực Hồ Đạ Mi ấy. Theo Khanh biết là như vậy, có thể xa hơn nữa nhưng mà Khanh thấy nó bắt nguồn từ Hồ Đạ Mi ấy quý vị ạ. Ở trên khu vực Bảo Lộc, Di Linh gì đấy ấy, quý vị ạ. Nếu có điều kiện thì quý vị tham khảo thêm nhé. Quý vị xem khu vực sông La Ngà ở chỗ này bằng bản đồ này. Đấy, quý vị thấy sông La Ngà ở khu vực bản đồ này, đường mà cầu sông nó ngoằn nghèo quý vị nhé. Ăn lên đây là ăn lên tới khu vực Đa Cai và ăn về khu vực Tân Phú ấy quý vị. Vòng vèo lắm, từ cầu La Ngà, từ suối Nho, Xuân Thiện, La Hoa đấy quý vị. Rồi ăn vòng vèo ở đây. Đây quý vị này, sông La Ngà đang ở khu vực này, chảy vòng. Sẽ vòng từ bên phải của Khánh đây, bên qua bên trái bên đây quý vị ạ. Và nó sẽ cắt ngang qua con đường DT713 này, ở cầu Võ Xu. Này đẹp quá quý vị này, cánh đồng dưới rồi. Còn rất là hoang sơ đấy, khu vực này thấy hoang sơ lắm. Nhưng cây cao su ở kia, rồi cạnh kia là đồng ngô, rồi cỏ mây vậy. Đây, cầu Võ Xu ngay đây rồi. Đây là cầu Võ Xu. Đây, chữ hơi mở cầu đây quý vị này, bắc qua sông La Ngà đấy. Ở khu vực nào hắn cũng thấy có cánh đồng nhà máy thủy lợi ở kia, xanh xanh kia quý vị nhỉ. Sông đây đẹp quá. Một cánh đồng phía bên này còn bao la bát ngát luôn. Quý vị ạ, vậy là Khánh xin được cắt phim về phần thị trấn Võ Xu ở đây, chợ Võ Xu quý vị nhé. Hành trình của Khánh thì hơi dài, 100 km đi về là 200, nhưng mà bởi vì ghé nhiều nơi cho nên nó cũng muộn. Hôm nay thì Khánh xin được dừng clip về thị trấn Võ Xu ở đây, và Khánh sẽ mời mình đón clip sau là Khánh sẽ quay khu vực Mê Phu và Đa Cai xem như thế nào nhé. Khánh mời quý vị mình sẵn kết phim ở khu vực này bằng clip live cam, quý vị xem rất là nhiều cảnh đẹp ở phía trước phía sau cầu nữa.